bà Húng Thị Tráng, dân tộc Pà Thẻn, là một trong những người già cả còn lưu giữ và truyền dạy dệt thổ cẩm ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Dù tuổi đã cao, nhưng từng đường dệt hoa văn của bà vẫn luôn sắc nét và tinh xảo. Hiện nay, bà đang truyền dạy cho hơn 20 con em phụ nữ trong thôn. Dạy mà bây giờ muốn truyền cho các cháu, các con thì ngày cưới, ngày lễ gì thì phải có áo này. Trang phục Pà Thẻn được phân biệt theo giới tính, không phục sức theo địa vị giàu nghèo. Giữa các lớp tuổi trong cùng giới, trang phục hoàn toàn tương đồng, có khác chút ít về mô típ hoa văn. Các loại hình hoa văn đơn giản, chủ yếu là hình chữ thập ngoặc và hình thoi. Người già và trẻ em thường mặc những bộ trang phục đơn giản hơn thanh niên. Màu đỏ là màu sắc chủ đạo của bộ trang phục dân tộc Pà Thẻn. Hoa văn trang trí là hình người, sừng trâu, cây thông, cây cỏ. Để hoàn thành một bộ trang phục, đòi hỏi sự khéo léo cần cù sáng tạo của người phụ nữ Pà Thẻn. Dệt lên một cái bộ quần áo dân tộc ấy thì cái chi tiết hoa văn rất là khó, phải kiên trì, nhiệt tình, cần cù, phải chịu khó. Để làm nên bộ trang phục của người Pà Thẻn thì các công đoạn dệt theo hoa văn, ghép vải đều làm bằng phương pháp thủ công truyền thống. Nguyên liệu dệt chủ yếu dùng len chỉ. Sau khi mắc sợi, sang chỉ dệt thành những mảnh vải thổ cẩm hình vuông hay dải vải khổ nhỏ hoặc rộng đắp trực tiếp lên vải áo, khăn hoặc váy. Nghề truyền thống này thì trước đây thì còn các cái người biết nghề là còn cho đó là có 6 cụ làm biết thực hiện cái nghề. Hiện nay đang được khôi phục và lưu giữ để truyền dạy cho các cái con cháu cũng như là chị em trong thôn. Để bảo tồn và gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã mở lớp truyền dạy cho chị em phụ nữ, từ đó tạo ra những sản phẩm đa dạng, vừa phục vụ nhu cầu cá nhân và phấn đấu phát triển thành sản phẩm du lịch huyện Lâm Bình.